và game tôi chơi là Minecraft, áp đảo zombie trong cả map. Tôi là anh hùng, tôi là thợ xây, tôi là thằng nít cũng chả khác. Tôi ghét thằng mở Steam nên tôi hóa thân thành nhân vật khác, đấm cây đấm đất đấm vật, thực ra tôi đây là nhân vật ác. Xin chào các bạn, thì mình đang ở đây đang là 12 giờ đêm nha các bạn, nên mình không thể nói to được. Mình phải trốn ba mẹ để quay clip này á. Thì hôm nay mình sẽ quên hết trơn. Hôm nay mình sẽ làm để làm một cái clip nói về mấy cái Easter egg của mình ở trong cái này nha. Mấy cái Easter egg ở trong thế giới của mình, ok. Thì đầu tiên sẽ là cái này. Mình sẽ cho cái đưa các bạn cái link download và link download thế giới này và các bạn có thể thoải mái tìm, ok. Thoải mái tìm mấy cái đó. Thôi cái này là cái đầu tiên nha các bạn. Mình sẽ không đọc cái này để cho các bạn có thể tự do vô mà đọc nhé. Cái này chỉ là một cái mình viết vui vui thôi, cái này cũng có lâu rồi. Nên mấy bạn đã mấy map cũ cũ thì mình cũng sẽ cũng thể có thể có. Còn cái map mới nhất thì mình có thêm một cái nữa, mình sẽ làm cho các bạn xong. Ok. Ok. Đó, sẽ đi hết cái đống này bla bla bla. Đây. Ờ bla bla đó cái tên của mình ok. Các bạn được có nhìn. Đây. Đó, 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 đó. Và cái này nó sẽ dẫn tới cái chưa gì mà ảo giác. Cái này sẽ dẫn tới cái chỗ farm. Farm cái này nói hơi nhỏ nha. Tại vì mẹ mình với thằng em mình nó đang ngủ phía dưới á. Tại dụ nhiều lắm thì thằng em mình nó mới xuống dưới để ngủ. Nên mình sẽ ráng. Thế còn gì tao quên mở nó rồi. Mình rất tiếc nếu mình phải bỏ cái thế giới này. Mình chắc chắn sẽ bỏ nó. Bởi vì sẽ bỏ nó. Bởi vì cái bẫy này nó không có hợp nữa. Mình mở rộng rất là dài, rất là bự. Nên cái bẫy này nó sẽ không hợp nữa ở bản 1.8. Nên mình sẽ tạo thế giới mới ở bản 1.8. Đây là một số cái. Này là một cái thứ hai, ok. Đó, 1.8. Và còn gì nữa ông ta? Bên này mình không biết là còn cái gì nữa không. Mất rồi. Ok. Nếu mấy bạn có thể nghe được không thì mấy bạn nghe không rõ mình sẽ nói lại. Sau này có gì không? Mình nhớ sau này mình có để mà. Ok. Chúng ta sẽ đi tiếp. Đây, đâu đây rồi. Cái gì không ta? Có lẽ không có gì. Khu vực chữ bla bla bla. Mình không biết là cái mình xây cái này để làm cái gì nữa. Nếu vậy nếu bạn chưa biết thì nào. Mình có nếu mà cách tìm những thứ đó ở đây, cái ép crap rồi đồ đó, những đồ ok. Và ý dạ ý có con bọ kìa đó hả. Nếu có thể thì có một thứ à kia kìa. Nếu mấy bạn đứng ở phía trên đó bạn sẽ thấy đó có một chữ H ở đằng đó. Đó là cái thứ ba. Thứ ba. À, đột nhiên FPS được thảm hại. Okay. Đây là nếu bạn thấy rõ ràng thì đây sẽ là cái thứ tư. Cái anten. Anten. Lips. No. Wow. FPS bằng cách nào đó đang tụt. Mình chả biết nữa. Chả biết tại sao tụt này.
xuống dưới đâu. Mình sẽ qua bên kia. Qua kia nhá, kia. Ok. Nhà kia mình cũng chưa xây xong, để các bạn thấy vẫn chưa có xây xong nữa. What? Và ở cái thứ mấy ta, cái thứ năm hả? Cái năm chứ đúng không? Sẽ là cái này. Đừng quay lại sau. Ok. Giờ cái thứ sáu xây cái này hơi ngu tí. Ok, sẽ là cái tấm bảng này, cẩn thận để dập mặt. Cái đó là cái tiếp theo. Ơi mình ghét khi nó bị lắc như vậy, chả hiểu là có cái gì nữa. Ôi ôi, mình mang cái này. Ok. Làm cái thứ sáu. Và cái thứ bảy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái thứ bảy. Cái thứ bảy thì sẽ là ở sau này. Có một cái lỗ. Cái đó như cũng chả phải Easter egg nữa. Mấy con hoạt động đó. Thứ bảy, và không biết ở trên đây có cái gì không. Mình thích Ray bẻ đi. Và cái thứ tám, chúng ta sẽ tới cái thứ tám. Không phải chưa xây xong không, chưa lát hết rồi. Ok. Nếu các bạn không biết cách sử dụng cái này thì mình cũng biết cách sử dụng cái đó. Mẹ mày đừng có lắc cờ họ. Chả hiểu sao lắc thì mấy bạn xông cảm nha. Lắc phải lúa ra luôn đi. Ok. Quên, nếu mấy bạn nhớ cái hai cái tin này sợ TV, nếu bạn rớt phải chúng xuống chỗ này á, thì như sẽ chết phải không, chắc chắn chết đúng không. Hay các bạn sẽ đi ra đằng này nhá, còn đi ra đằng này các bạn có thể thấy thấy đâu cái bẻ rồi cái thứ thứ bảy, thứ tám, thứ chín, mười gì đó. Ok, đó thấy không, con heo này. Tại sao có một cái mặt con heo nữa, là một cái tay đang muốn bắt là một cái tay đang giờ con giữa, con giữa theo cái nhẫn kìa. Đó như vậy chứ. Thì mấy bạn mình làm xong clip này á, thì mấy bạn làm ơn đừng ơn subscribe mình nha. Còn tại mình có thời gian phải đi thi đại học đó. Thi đại học ở bên kia kìa, bên kia là có một cái đường nữa để nối qua cái cổng ở dưới địa ngục á, rảnh thì qua đó chơi, chẳng có gì bên đó thôi. Được tiên rồi. Ok, tiếp theo là tiếp theo ở dưới đây mình sẽ làm nhanh nhé, cảm ơn nhé. Đây, dưới đây
thì cái chỗ này thì chơi kinh nghiệm đó. Sau đây thì ở đây mình có là thư đây, ở đây mình có những thứ xuống nhanh nè. Chết ra con chó, chết ra cái chỗ thường ngày là nó hay đứng ở đó đó, để nó muốn anh em nhà nó gì đó. Nó xuống đây luôn rồi, vì lý do nào đó. Ơ đâu phải thì đúng nghe. Okay, đây là nhà tù của hai thằng cha kia. Okay. Đó. Tù của nó. Này cái nhà tù. Nó muốn thông nhau đây mà. Mình muốn lôi thằng cha này ra để mình vô mình đập cho mày bạn coi. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Cái nhà cầu, cái nhà cầu của nó này nè. Cái này mình không biết nó là cái gì. Không có cái rương dọn nữa hả? Buồn nhờ. Please, đừng drop xuống. Vừa rồi. Làm con tránh ra. Vâng, làm con tránh ra. Ây. Thôi mấy bạn tự tìm hiểu nhé. Thì tu. Ok. Như thế thì rồi các bạn chỉ cần lên đường này nha. Là những cái nước đâu đó nè. Bên này. Thế. Ok. Ra ngoài. Dưới đây chẳng có gì đâu. Thì các bạn thông cảm cho mình vì mình không có nhiều thời gian, chả có bao nhiêu thời gian cả. Chỗ này mình mẹ đã thấy rồi ta. Mình có quay clip chỗ này á nhưng mà xóa rồi. Xóa rồi nha. Mình đang tính làm một cái giống Etholab mà chả khó vậy. Không phải đái ra luôn. Đây nha, các bạn thông cảm thì mình sẽ kết thúc cái sẽ chạy đi ra ngoài kia kết thúc phải cho đẹp rồi. Ghê chứ không có gì đâu. Đấy. Có lẽ có thể là không có gì hoặc là mình làm một số thứ mình quên. Đúng không? Phần đó về theo các bạn thấy thì mình đang có nhiều thời gian mình làm những bài rap lung tung bèn. Dĩ nhiên mình làm những bài đó thì nó ít tốn thời gian hơn nhiều. Ít tốn thời gian hơn những cái này cái này cũng nhiều thời gian lắm. Thế nếu mấy bạn nào mà tìm thêm được cái tờ S nào của mình á thì mình á thì chúng mình còn biết nữa. Mình hết rồi. Bye.